Vì sao phải học Chánh Tánh Ly Sanh của bậc Thanh Văn và Độc Giác mà không tác chứng? Vì sao phải học Thành Thục Hữu Tình, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Cõi Phật? Vì sao phải học các pháp môn Đà La Ni và Vô Ngại Biện Tài? Vì sao phải học đạo của Đại Bồ Tát và quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề của chư Phật? Học như vậy rồi, biết tất cả pháp, tất cả chủng tướng mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu trong pháp giới không có các pháp sai biệt như vậy, thì chúng Đại Bồ Tát đâu có thể do đây mà phân biệt thực hành nơi điên đảo, trong không hỷ luận phát sanh hỷ luận. Vì sao? Vì trong chân như pháp giới không có sự phân biệt hỷ luận. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải sắc thọ tưởng hành thức, cũng không lìa sắc thọ tưởng hành thức, sắc cho đến thức. Tức là pháp giới tức là sắc cho đến thức, nói rộng cho đến pháp giới chẳng phải là pháp hữu vi vô vi, cũng không lìa pháp hữu vi vô vi tức là pháp giới tức là pháp hữu vi vô vi. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, trong chân như pháp giới không có tất cả sự phân biệt hí luận, pháp giới chẳng phải sắc thọ tưởng hành thức, cũng không lìa sắc thọ tưởng hành thức, pháp giới tức là sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức tức là pháp giới, nói rộng cho đến pháp giới, chẳng phải pháp hữu vi vô vi, không lìa pháp hữu vi vô vi, pháp giới tức là pháp hữu vi vô vi, pháp hữu vi vô vi tức là pháp giới. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thấy có pháp lìa pháp giới, thì không hướng đến sự mong cầu đạt được quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Vì vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì không thấy các pháp xa chân như pháp giới. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, biết tất cả pháp tức là chân như pháp giới, dùng phương tiện thiện xảo pháp vô danh tướng, vì các hữu tình mà giảng thuyết danh tướng. Nghĩa là đây là sắc thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, đây là sắc xứ cho đến pháp xứ, đây là nhãn giới cho đến ý giới, đây là sắc giới cho đến pháp giới, đây là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, đây là nhãn xúc cho đến ý xúc, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đây là địa giới cho đến thức giới, đây là nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, đây là các pháp theo duyên sanh ra, đây là vô minh cho đến lão tử, đây là pháp thiện, pháp phi thiện, đây là pháp hữu lậu, pháp vô lậu, đây là pháp thế gian, pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu vi, pháp vô vi, đây là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến đây là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông giữ lấy một ít đồ vật ở trước mọi người, ảo thuật ra các sắc tượng khác lạ, hoặc là hiện ra hình nam nữ lớn nhỏ, hoặc hiện làm voi ngựa, trâu dê, lạc đà, lừa gà, vân vân, các loài cầm thú, hoặc hiện làm thành ấp xóm làng, vườn rừng, ao hồ, vân vân, các thứ xinh đẹp ai cũng ưa thích. Hoặc hiện làm y phục, thức ăn, nước uống, phòng nhà, đồ nằm, hoa hương, chuỗi ngọc, các thứ chân báu kỳ lạ, tiền tài, thóc gạo đầy kho. Hoặc hiện ra vô lượng các loại kỹ nhà, kỹ nữ, làm cho nhiều người hoan hỉ, ưa thích. Hoặc hiện bày các thứ hình tướng, làm cho người tu học, hành trì, bố thí, trì giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, vân vân. Hoặc hiện sanh trong đại tộc sát đế lợi, cho đến đại tộc cư sĩ. Hoặc hiện ra núi non, biển cả, núi rượu cao, núi luân vi, vân vân. Hoặc hiện sanh trong cõi trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc hiện chứng quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác, hoặc hiện làm đại bồ tát từ lúc mới phát tâm tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, tu hành bốn tịnh tự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo, tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, học trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, hoặc trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, học trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hướng đến chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, phát sanh các thứ thần thông thù thắng, phóng đại quang minh, chiếu soi khắp thế giới, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, dạo chơi trong các cõi tịnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng trí.
tu hành các món công đức của Phật, hoặc lại biến hiện ra hình của Như Lai đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp viên mãn trang nghiêm, thành tựu 10 lực, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và vô lượng vô biên công đức. Như vậy nhà ảo thuật và học trò của ông ta vì dối gạt kẻ khác nên ở trước mọi người làm các việc ảo thuật. Trong ấy có những người nam nữ lớn nhỏ vô trí thấy việc này rồi đều khen: người này lạ thay, giỏi học các môn kỹ xảo, có thể làm các việc hy hữu kỳ lạ, cho đến có thể hiện được thân Như Lai tướng hảo trang nghiêm đầy đủ các công đức, tự mình biến hiện được những kỹ xảo tài giỏi. Nhưng trong ấy có những người có trí thấy việc này rồi suy nghĩ: thật là thần thông kỳ lạ, làm thế nào mà người ấy có thể biến hóa và làm việc này. Trong ấy tuy không có pháp thật, nhưng làm cho mọi người mê lầm ưa thích, với những vật không thật mà tưởng là thật. Chỉ có người trí mới thấu rõ tất cả đều không, tuy có thấy nghe nhưng không chấp trước. Các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy không thấy pháp giới, lìa các pháp mà có, cũng không thấy các pháp, lìa pháp giới mà có, không thấy hữu tình và sự hoạt động của họ là thật có đắc, nhưng có thể phát sanh phương tiện thiện xảo, tự tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, cũng khuyên người khác tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, tùy thuận tán thán tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, vui mừng khen ngợi người tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến tự mình viên mãn trí nhất thiết tướng, cũng khuyên người khác viên mãn trí nhất thiết tướng, tùy thuận tán thán pháp viên mãn trí nhất thiết tướng, vui mừng khen ngợi người viên mãn trí nhất thiết tướng, tự mình viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp, cũng khuyên người khác viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp, tùy thuận tán thán pháp viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp, vui mừng khen ngợi người viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp. Thiện hiện nên biết nếu chân như pháp giới ở chặn đầu giữa sau có sai khác, thì các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không thể lập bày phương tiện thiện xảo vì các hữu tình, mà thuyết chân như pháp giới trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, tu các hạnh của đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vận chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát các hữu tình. Vì chân như pháp giới ở chặn đầu giữa sau thường không sai khác, nên các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lập bày các phương tiện thiện xảo vì các hữu tình, mà thuyết chân như pháp giới trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, tu các hạnh của đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vận chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát các hữu tình. Hết quyển thứ 532.